Cấp trên đã điện cho tôi, họ rất quan tâm tới vụ án này. Bằng mọi giá thì chúng ta phải phá cho được. Không còn nhiều thời gian nữa, mọi người hãy bắt đầu đi. Anh đã nói là em không được mất cảnh giác, không được rời xa khỏi Thanh Vân. Vậy tại sao em để mọi chuyện xảy ra như vậy? Em xin lỗi. Xin lỗi? Bây giờ Thanh Vân cũng đã chết rồi. Lúc em tới, Thanh Vân đã bị giết. Em bị đánh từ phía sau bất tỉnh. Lúc tỉnh dậy là thấy Tường Di. Nhưng em không hiểu sao lúc đó hắn lại không giết em. Có lẽ vì mục tiêu của hắn không phải là anh, mà người hắn đang muốn nhắm tới là Thanh Vân. Bây giờ em không sao là tốt rồi. Em cũng biết hung thủ nguy hiểm tới mức độ nào chứ. Từ nay đừng cố đâm đầu vào nữa, mọi chuyện để công an lo. Tôi biết, nhưng mà anh phải thông cảm cho tôi. Đừng có nghe báo chí viết lung tung không đúng sự thật. Tôi nhất định không để cho cái nhà hát này chết chìm đâu. Sao rồi ba? Con xem đi. Không phải chứ, đang lúc khó khăn vậy bà ta bỏ đi à? Cũng không trách chị ta được. Chuyện xảy ra trước mắt như vậy thì còn đầu óc đâu mà làm việc nữa. Vậy giờ bà tính sao? Tính sao bây giờ? Phải gấp rút tìm cho được một đạo diễn mới để ổn định tình hình. Nếu có đạo diễn thì sao? Bây giờ ai mà dám nhận vai Juliet nữa chứ? Sao? Khó quá hả? Vậy thì khỏi làm. Đóng cửa nhà hát nghỉ đại cho rồi phải không? Thì nhà hát trước sau cũng đóng cửa mà. Phi à, ba không hiểu tại sao lúc nào cũng dở được hết vậy. Ba nhất quyết không để cho cái nhà hát này chết chìm được đâu. Phi à, hay là con giúp ba được không? Con thì làm được cái gì chứ. Con thay chị Ngọc Anh làm đạo diễn vở kịch này nha. Với mối quan hệ của ba, ba mời thiếu gì đạo diễn giỏi, đảm bảo được an toàn, kéo được khán giả tới sân khấu của mình nữa. Ba không còn muốn thuê người ngoài nữa. Hơn nữa, con đã tốt nghiệp đạo diễn sân khấu, ba cũng muốn còn có cơ hội để chứng tỏ tài năng của mình. Vì con là con của ba được ưu ái, hay là vì không có đạo diễn nhận lời?
Đó là ý định của ba. Con cứ suy nghĩ đi. Thôi, không cần phải suy nghĩ nữa. Con không có làm đâu. Ba tìm người khác đi. Con không có thời gian. Cái thằng mày suốt ngày lông bông ở ngoài đường á thì không sao. Tới lúc nhà hát gặp khó khăn á thì mày nói là mày không rảnh. Có thằng con nào như mày vậy không? Ba nói xong chưa? Tao nói có gì sai à? Phi, từ nay tao không muốn gặp mày ở cái nhà này nữa. Mất dạy. Anh Quỳnh Như, em về hồi nào vậy? Sao anh điện thoại em không chịu nghe máy? Bố còn giận anh hả? Cho anh xin lỗi nha. Em có biết là thời gian qua anh nhớ em lắm. Thật sao? Thật mà. Cũng may á là em bỏ vai diễn đó sớm, chứ nếu không bây giờ người chết là em rồi. Làm sao được? Làm sao anh để cho kẻ nào dám đụng tới em chứ? Anh, theo tình hình này á, em thấy mọi chuyện á khó có thể cứu vãn lắm. Hay là anh giao hết mọi chuyện lại cho Hoàng Phi giải quyết nha. Thôi, đừng có nhắc tới thằng con trời đánh nó nữa. Bỏ đi. Để chừng nào anh giải quyết xong công việc này, anh sẽ đưa em đi du lịch một chuyến thật xa. Em chịu không? Anh á, lúc nào cũng hứa hết. Mà thôi, em có chuyện này, em về đây có chuyện này muốn nói với anh nè. Thôi, để nói sau đi. Còn bây giờ anh với em đi gặp một người. Đi. Sao giờ này vẫn chưa thấy ai tới vậy? Em ráng đợi với anh một chút nữa. Người ta là đạo diễn nổi tiếng mà. Bây giờ anh cần người ta, phải chịu thôi. À, anh ta tới kìa. Chào anh. Xin lỗi vì phải để anh chờ quá lâu. Tôi bận quay ngoặt phim trường. Không có gì, không có gì. Mời anh ngồi. Anh dùng với tôi chai bia nha. Dạ thôi. Để không làm mất thời gian của anh, chúng ta vô thẳng vấn đề luôn nha. Sở dĩ hôm nay tôi hẹn gặp anh là vì đạo diễn ở nhà hát tôi vừa xin nghỉ việc vì lý do cá nhân. Mà vở diễn thì không thể thiếu người đứng đầu. Anh muốn mời tôi tiếp tục vở Romeo và Juliet? Đúng vậy. Vì tôi biết trước đây anh đã từng dàn dựng rất thành công, nên tôi nghĩ bây giờ bắt đầu lại từ đầu thì không có vấn đề gì hết. Đúng là vậy. Nhưng bây giờ thật sự tôi không muốn làm vở kịch đó nữa. Nhưng nếu anh đã tin tưởng và muốn mời tôi, tôi có thể giúp nhà hát anh qua khỏi khó khăn này. Nếu anh đồng ý thay bằng vũ khúc con cò của tôi, nó vốn cũng rất ăn khách. Không được, không được. Tôi không thể nào bỏ cái vở kịch Romeo và Juliet này được, vì nó gắn liền với công ăn việc làm của nhiều người trong nhà hát của tôi. Nếu vậy thì rất tiếc tôi không giúp được gì cho anh. Hy vọng sau này có cơ hội hợp tác với anh. Chào anh. Chào anh. Anh à, em thấy đó cũng là một ý hay. Sao lại từ chối trong khi vở diễn Romeo và Juliet của mình đang gặp quá nhiều chuyện xui xẻo? Đâu phải là em không biết, bắt đầu một vở kịch mới không đơn giản chút nào hết. Cả mọi người phải tập luyện ngay từ đầu suốt mấy tháng trời. Còn bây giờ anh làm gì còn đủ tiền để duy trì suốt cả thời gian đó chứ. Ngân hàng thì đang đòi nợ. Phim ảnh đã có sẵn ekip của ảnh rồi, mình chỉ việc ráp vô thôi. Còn những người ở nhà hát thì sao?
Em thấy anh nên thực tế một chút. Không có anh thì họ vẫn sẽ đi làm việc chỗ khác. Anh nên tự mà cứu lấy bản thân của mình trước. Anh không thể cạn tàu đổ máu như vậy được. Những người trong nhà hát đã gắn bó với anh, với nhà hát nhiều năm rồi. Anh không thể phụ họ được. Nhà hát. Anh lúc nào cũng chỉ nghĩ tới nhà hát. Đó là di sản duy nhất của dòng họ nhà anh. Anh không lo thì ai lo bây giờ? Còn thằng Phi thì... Tại sao giờ này ông Dũng vẫn chưa tới? Dạ chú bình tĩnh, chắc là chú ấy đang tới á. Chú đợi chút nha. Lâu quá. Ông vô kìa. Ông tới rồi kìa. Sao? Có chuyện gì mà mọi người tập trung ở đây đông đủ vậy? Dạ chú ơi, mọi người muốn hỏi chú về tương lai của vở kịch đó. Dạ đúng rồi anh, đúng rồi đó anh. Mọi người cứ bình tĩnh, ngồi xuống đi. Thôi, ngồi xuống. Thưa chú Dũng, giờ đạo diễn không còn nữa, mà vai nữ chính thì chưa biết sẽ giao cho ai. Theo con nghĩ, sau sự việc vừa rồi thì không ai dám nhận hết. Mọi người hãy nghe tôi nói, vở kịch sẽ tiếp tục diễn. Tôi đang trong quá trình đàm phán với một số đạo diễn và diễn viên. Tôi nghĩ nay mai sẽ có người thay thế. Chúng tôi không thể tiếp tục diễn khi mà tên giết người vẫn còn chưa bị bắt. Thật sự tụi tôi rất sợ. Đã hai mạng người chết ở đây rồi. Tôi rất hiểu và thông cảm cho mọi người. Nhưng mọi người hãy chờ tôi thêm một thời gian nữa. Tôi sẽ có câu trả lời cuối cùng cho vở kịch của chúng ta. Chú hãy thông báo cho mọi người càng sớm càng tốt, để cho mọi người còn tính những dự định của mình. Được. Mọi người về đi. Thôi về thôi. Thôi mình về đi. Đi về. Thôi, đi. Chờ cho đã cuối cùng cũng như không. Vậy chú, con xin phép con đi trước nha chú. Chuyện này chưa xong thì chuyện khác ập tới. Đúng là ý trời mà. Em thấy có gì đâu mà anh bực. Đây cũng là một điều tốt chứ sao. Sẵn đây á, mình thanh lọc luôn nhân sự của nhà hát. Ai cần á thì mình giữ lại, ai không cần thì mình đuổi đi. Đuổi? Đuổi rồi lấy ai thế vô vị trí của họ được? Ai sẽ chịu làm ở cái nhà hát vừa chết hai mạng người? Bây giờ mọi việc đã vượt quá tầm kiểm soát của anh rồi. Nhân viên á thì bỏ đi, còn đạo diễn thì không ai muốn nhận. Anh phải thực tế một chút. Anh chưa hiểu ý em. Em nói anh điều này, anh đừng có giận. Hay là bây giờ mình rao bán nhà hát đi, bán ngay bây giờ còn được giá. Rồi sau đó anh sẽ làm gì? Em muốn anh làm gì với số tiền đó đây? Từ trước tới giờ á, em chưa bao giờ đòi hỏi anh điều gì. Em tới với anh là hoàn toàn tự nguyện. Cho dù anh có như thế nào thì em vẫn muốn ở bên cạnh anh. Anh rất vui vì trong hoàn cảnh này anh vẫn còn có em. Hồi sáng này em nói có chuyện gì muốn nói với anh vậy? Chuyện là chiều nay mẹ em về nước, bà muốn gặp anh. Để làm gì? Anh đừng có lo, em đã nói chuyện với ba mẹ của em về anh rồi. Ba mẹ của em á rất là thoải mái, không hề cấm cản hay là quan trọng gì vấn đề tuổi tác, chỉ muốn gặp mặt anh thôi. Ủa vậy là chẳng lẽ em không biết là chúng ta đã rất rõ ràng rồi sao? Anh không muốn kết hôn. Anh rất thích cuộc sống hiện tại như thế này, và anh không có ý định thay đổi nó. Em đâu có đòi hỏi gì cao, chỉ đơn giản là anh gặp ba mẹ của em thôi. Cũng khó khăn như vậy sao? Em cũng biết dạo này anh còn nhiều chuyện lu bu lắm. Anh không có thời gian cho chuyện này. Chỉ vài tiếng đồng hồ thôi mà anh. Anh thật sự đang rất bận.
Ngay cả việc đó là việc hệ trọng của cả đời em sao? Anh hiểu rồi, chúng ta còn nhiều thời gian mà. Thôi em về đi, có gì anh sẽ gọi cho em nha. Nhưng mà dù sao thì em cũng rất mong là anh sẽ đến. Mày mà cũng bị đánh ra nông nổi như vậy, chắc thằng này không phải là tay vừa đâu. Tao không ngờ tên đó lại dữ dằn đến như vậy. Vì một người đã chết mà mày phải hy sinh liều mạng như vậy, có đáng không? Tao thấy một người còn sống đang đợi mày đáp lại tình cảm đó. Có những chuyện có nói ra mày cũng không hiểu được đâu. Tao chỉ thấy một điều, mày từ chối tình cảm của Mai Phương khiến mày cứ buồn bã. Mày thật sự không muốn điều này? Mày đừng có dối lòng nữa. Thật sự Mai Phương mới chính là người mày yêu. Mày chưa từng yêu thì làm sao biết thế nào là tình yêu? Cứ làm như là chuyên gia tình yêu không bằng. Tại sao mày biết tao chưa từng yêu? Ai vậy? Con nhỏ nào vô phước bị mày yêu vậy? Nói ra mày cũng không hiểu đâu. Tao nghe nói đạo diễn bỏ đi rồi. Giờ mày với ba mày tính sao? Đó là chuyện của ổng, nhà hát của ổng. Ổng muốn làm gì thì làm, không liên quan đến tao. Tính để ba mày gánh một mình hả? Làm vậy coi sao được. Trong mắt của ba tao, tao lúc nào cũng là một thằng vô dụng, không hơn không kém. Vô. Alo. Hả? Sao? Quỳnh Như. Vậy là sao? Em đi vô trong đi, để chị nói chuyện riêng với ảnh chút. Dạ. Chuyện này là sao? Em giải thích cho anh biết đi. Em không có gì để giải thích hay biện minh về bất cứ điều gì hết. Em đâu cần phải giải thích. Anh hiểu. Bây giờ anh đang lâm vào hoàn cảnh khó khăn, nợ nần khắp nơi. Nhà hát nay mai cũng sẽ mất. Anh trắng tay. Trắng tay. Em bỏ anh là điều dễ hiểu mà. Nhưng mà có cần nhanh quá như vậy không? Chồng em đã cho em bao nhiêu? Bao nhiêu mà chỉ sau một đêm á, em đã chịu bận cái áo này vào. Đẹp quá hả? Một người nghệ sĩ còn có tuổi nghề, huống hồ gì em còn là một cô gái. Không bao nhiêu lâu nữa em sẽ trở thành một người phụ nữ. Em phải đi bên anh cho tới bao giờ? Đến khi nào thì anh mới dừng lại? Anh lúc nào cũng ở bên cạnh những cô gái khác. Em chịu đựng được, thậm chí em chấp nhận điều đó. Điều em mong muốn là cuối cùng anh cũng chỉ cần biết có một mình em thôi. Nhưng điều đó nó lại quá xa vời. Em yêu anh nhưng em không thể mãi mãi là cái bóng của anh được. Điều mong muốn là một gia đình, một mái ấm, trong đó có một người chồng, một người cha của các con em, đó là anh. Liệu anh có cho em được điều đó?
Rồi thì em cũng đã có câu trả lời. Ngày hôm qua em năn nỉ anh tới gặp mặt ba mẹ của em. Em có thể nói với ba mẹ của em rằng anh là người đàn ông mà em muốn lấy làm chồng. Nhưng rồi anh cũng không muốn tới. Anh chỉ yêu bản thân của anh thôi. Quỳnh Như, anh biết là anh có lỗi với em nhiều. Bây giờ em muốn cái gì anh cũng sẽ chịu. Con qua bên đó phải nhớ nghe lời mẹ nha không? Dạ. Ba, sao ba không đi chung với con vậy ba? Con của ba ngoan lắm. Con cứ qua bển trước đi. Khi nào xong việc ba sẽ qua với con liền. Dạ. Em nhớ chăm sóc con cẩn thận đi. Anh không phải lo. Nó là con tôi mà. Em cứ để con bên đó chơi lâu một chút. Nếu cần thì đăng ký cho nó học một khóa ngắn hạn, vì môi trường bên đó tốt hơn. Cách đây mấy ngày anh lại nói khác mà. Anh đã suy nghĩ kỹ rồi. Anh sẽ dành những gì tốt nhất cho con. Nếu có cần gì em cứ liên hệ qua men, đừng gọi điện về nhà. Tại sao? Anh có lý do. Tôi cũng đâu cần phải gọi cho anh làm gì. Tôi có thể lo được mọi thứ cho con. Tạm biệt con trai. Con đi nghe ba. Tạm biệt ba. Anh hai ra kìa. Anh hai, giờ mình làm gì nữa anh hai? Tao đang nằm trong diện nghi vấn của tụi công an, nên làm chuyện gì tụi mày cũng phải để ý. Chó đó khốn nạn thiệt. Nó mà bị công an bắt thì tụi mình cũng sẽ chết. Tạm thời cứ án binh bất động, trước sau gì nó cũng sẽ lộ mặt thôi. Em tìm anh có chuyện gì hả? Em muốn bàn với anh về chuyện đám cưới của hai đứa mình. Đám cưới? Phải. Sau khi bán nhà hát này đi, mình sẽ có một số tiền lớn. Ngoài số tiền đám cưới và trả nợ, số còn lại mình có thể kinh doanh sang một lĩnh vực khác. Chuyện này... Chẳng phải anh nói là em muốn gì anh cũng sẽ chiều em sao? Đúng. Là anh đã nói như vậy. Nhưng mà trong chuyện này... anh cần phải suy nghĩ lại. Nếu như bây giờ anh không bán nhà hát này đi thì nó cũng sẽ bị ngân hàng tịch thu thôi. Anh sẽ trắng tay. Nghe em đi. Bây giờ cái nhà hát này không thể cứu vãn được nữa rồi. Anh bỏ nó đi. Không được. Anh phải cứu nhà hát bằng mọi giá. Cuối cùng, cho dù tôi có cố làm gì đi chăng nữa thì trong mắt anh, cái nhà hát này nó vẫn quan trọng hơn tôi. Quỳnh Như à, nếu em yêu anh thì em phải thông cảm cho anh. Tôi đã hiểu cho anh quá nhiều rồi. Tại sao anh không hiểu cho tôi? Tôi đã gắn bó với anh lâu lắm rồi. Anh đã mang lại được gì cho tôi? Bây giờ tôi đã hết kiên nhẫn với anh rồi. Anh lựa chọn đi. Nhà hát hay là tôi? Em đừng làm anh khó xử mà. Tôi thấy cả cuộc đời của ông, ngoài việc vui chơi bên các cô gái, ông chả làm ra được trò trống gì hết á. Em nói cái gì vậy Quỳnh Như? Tôi nói ông là một kẻ thất bại. Ông thất bại ngay trong cả cuộc sống gia đình của mình. Ông tưởng cuộc sống của ông bây giờ là hạnh phúc hay sao? Ông thật đáng thương với cái suy nghĩ đó. Thôi đủ rồi.
Để tôi nói cho hết. Ông tưởng rằng bấy lâu nay tôi ở bên cạnh ông là vì tình yêu hay sao? Em ông lầm rồi. Một kẻ thất bại như ông có tư cách gì mà đòi hỏi tình yêu? Ông nghĩ đi, nếu như không có chức danh ông chủ nhà hát thì ông là ai chứ? Ông chỉ là một kẻ thất bại. Không ngờ Hoàng Dũng này cũng có ngày hôm nay. Ba, mày tới đây làm gì? Mày hả hê lắm đúng không? Ba sai rồi, đừng uống nữa, để con đưa ba về. Tao nhớ tao có nói, tao không muốn gặp mặt mày nữa mà. Ba ở đây thì làm được cái gì? Ba đừng có như vậy nữa. Uống rượu hoài có giải quyết được vấn đề đâu. Tao nói là mày đi đi, mày đừng có tỏ vẻ là mày quan tâm tới tao. Tao bị như vậy, mày hả hê lắm, mày vui lắm phải không? Bây giờ mày vừa lòng chưa? Mày đi đi. Mày đi đi cho khuất mặt tao. Mày đừng uống nữa, để con đưa mày về. Mày bỏ ra. Mày mà không đi á, uống tới chết cho mày coi. Kì ba, bỏ ra. Ba, để con đưa ba về nè. Ra, ra bằng kệ sao? Đừng mà, để con đưa ba về. Mày tránh ra. Ba, con có mua đồ ăn sáng nè, ba thức dậy ăn cho nóng đi. Tao không cần đâu, mày đi về đi. Ba ăn đi, rồi đi với con. Tao nói là mày đi về đi, tao không đi đâu hết á. Cái thằng mất dạy, mày làm cái trò gì vậy? Hả? Dù muốn hay không thì chuyện cũng đã xảy ra rồi. Ba cứ nằm mày như vậy thì giải quyết được vấn đề gì? Chứ bây giờ mày muốn tao phải làm cái gì? Ba nhìn lại ba đi, lúc nào ba cũng muốn dạy con cái này cái kia, nhưng mà khi động chuyện thì sao chứ? Ba cứ nằm mày ở đây, nếu không thì đi uống rượu uống bia. Tao không cần mày phải dạy khôn tao. Mày đi ra khỏi đây đi. Đi. Ba, nhà hát đang cần ba, tất cả mọi người đang cần ba. Ba không thể nào như vậy được.
ơi. Bây giờ coi như là bà năn nỉ con, con hãy để cho ba yên. Được rồi, như vậy thì mặc kệ ông. Con thất vọng về ba lắm phải không? Dù có hay không thì ba vẫn là ba của con. Con thật sự không muốn ba phải như vậy đâu. Ba đã mất hết tất cả. Chính người tình của mình cũng quay lưng. Còn nhà hát mà bao nhiêu năm qua ba đã giữ gìn, rồi cũng sẽ mất trong đai mai. Chưa bao giờ bà cảm thấy chán nản như bây giờ. Bà không còn gì nữa, mất hết rồi. Con còn nhớ là bà đã từng dạy con, người ta thật sự thất bại khi từ bỏ hy vọng của mình. Chúng ta còn hy vọng mà. Nhà hát cần ba, tất cả mọi người cần ba, con cũng cần có ba. Phi, tại sao ba xua đuổi chửi mắng con mà con vẫn ở bên cạnh ba? Bởi vì ba là ba của con. Con suy nghĩ rồi, con sẽ lại cùng ba để đưa nhà hát này vượt qua khó khăn. Con sẽ làm đạo diễn vở kịch và vở kịch được tiếp tục. Nhưng mà con muốn thấy ba lúc nào cũng tràn niềm tin như trước đây. Chúng ta không thể nào để nhà hát chết chìm được. Dù còn 1% hy vọng, con cũng phải cố gắng mà. Nhưng ba ăn xong đi rồi mình tới nhà hát. Con đã gọi tất cả mọi người tập trung ở đó rồi, có cả báo chí nữa. Mọi người đang chờ câu trả lời của ba. Xin chào. Hôm nay đông đủ mọi người ở đây, tôi xin mạn phép nói về điều với mọi người. Trước tiên xin cảm ơn những đóng góp và cống hiến của các bạn trong nhiều năm qua. Thật sự tôi rất khó khăn khi phải nói ra điều này, nhưng mà tôi không thể không nói. Ủa sao vậy? Rồi số phận của diễn viên rồi tụi mình làm sao? Để coi giải quyết làm sao? Thì bà vậy giải quyết sao? Tôi nghĩ là nhà hát của chúng tôi không còn đủ kinh phí để mà hoạt động, cũng là đồng nghĩa với việc là chúng tôi không có thể phát lương cho các bạn sau này. Nhưng có điều là không có nghĩa là tôi sẽ dừng lại. Cá nhân tôi vẫn mong muốn tiếp tục vở kịch Romeo và Juliet, vì vở kịch đã mang lại tên tuổi cho nhà hát của chúng ta. Nên tôi rất hy vọng các bạn hãy vì nhà hát, hãy đoàn kết cùng tôi vượt qua khó khăn này một lần nữa. Nhưng nếu ai trong các bạn nếu muốn ra đi, tôi sẽ không cản. Chú định tiếp tục như thế nào
Khi giờ không có đạo diễn và còn vai Juliet thì sẽ là ai đây? Đạo diễn thì sẽ do Hoàng Phi đảm nhiệm, còn Juliet thì sẽ mở rộng một buổi casting. Tôi rất muốn ở lại với mọi người, nhưng tên hung thủ mới là vấn đề. Tôi không dám mạo hiểm với tính mạng của mình. Tôi cũng không muốn mạo hiểm, nhưng khi nào hung thủ mới bị bắt? Mà tình hình vậy rồi sao? Rồi sao? Mọi người bình tĩnh đi. Tôi là người đã giáp mặt với hung thủ, mà hắn không hề có ý định muốn giết tôi. Mục đích của hắn chỉ là những người diễn vai Juliet, nên mọi người không cần phải lo. Chú Dũng, thời gian qua tụi con gắn bó với nhà hát, với vở kịch, không phải là vì tiền. Tụi con cảm ơn chú đã cho tụi con cơ hội để mà có thể đứng trên sân khấu. Nên đối với tụi con, nhà hát có ơn rất lớn. Bây giờ nhà hát gặp khó khăn, con sẽ là người đầu tiên đứng lên ủng hộ nhà hát. Nếu như không có chú giúp đỡ thì con không có công việc ổn định tới bây giờ. Con sẽ ở lại cùng nhà hát. Người sao tôi vậy? Romeo là vai của tôi, dĩ nhiên là cái mặt của tôi rồi. Vì nhà hát, vì vở kịch Romeo và Juliet, tôi tiếp tục là người ở lại. Đúng rồi. Tôi đồng ý. Xin cảm ơn. Cảm ơn tất cả mọi người. Tôi, Hoàng Dũng, xin hứa với mọi người, sau này nhà hát có thành công hay thất bại, tôi cũng sẽ ghi nhớ ngày hôm nay. Sao bà lại nói vậy? Chúng ta nhất định sẽ thành công. Nhà hát Thiên Dũng chúng ta nhất định sẽ vượt qua giai đoạn khó khăn này, phải không các bạn? Đúng rồi. Bên pháp y mới đưa thêm tài liệu qua. Anh coi để đi. Để đó đi. Anh vẫn còn giận em hả? Anh không có đem chuyện cá nhân vào công việc. Em biết á, là trong cái chết của Thanh Dân, em có lỗi rất lớn. Nhưng mà anh phải hiểu và thông cảm cho em chứ. Vụ án này quá lớn đối với em, em lại không có kinh nghiệm, thì làm sao mà em có thể tránh khỏi sai lầm được? Nhưng sai lầm của em là đánh đổi bằng một mạng người đó. Alo. Dạ, chào thủ trưởng. Con là Tường Vi đây à. Có chuyện gì không con? Thủ trưởng có thể điều con qua chuyên án khác được không? Bộ giữa con và Quốc Khánh đã xảy ra chuyện gì rồi phải không? Con cảm thấy vụ án này quá sức đối với con. Lần này do sơ suất của con mà để cho Thanh Dân bị giết. Là một công an, con cảm thấy rất ai nấy. Con hãy nghe bác nói đã. Bác rất hiểu tâm trạng của con lúc này. Nhưng mà nếu gặp khó khăn rồi bỏ cuộc thì không đúng với tác phong của người công an lắm. Đây là vụ án đầu tiên của con. Đã làm cái gì là phải làm cho tới cùng. Phải có trách nhiệm. Nếu chỉ vì một câu nói, một thái độ mà bỏ cuộc thì người ta sẽ nói là con vô dụng, trong khi con là con gái của một vị công an lẫy lừng. Còn vị Khánh thì con nên thông cảm cho nó. Áp lực lên vụ án của nó là rất lớn, vì muốn nhanh chóng phá án nên nó đã phải làm việc tới đổ bệnh. Dạ, con hiểu rồi. Cảm ơn thủ trưởng. Xin lỗi. Anh xin lỗi vì đã có thái độ cư xử với em trong mấy ngày qua.
vụ án đang đi vào bế tắc, đã khiến anh căng thẳng nên mới có thái độ như vậy. Anh hứa sẽ không bao giờ làm như vậy nữa. Mình vẫn sẽ là những đồng nghiệp tốt của nhau. Điều gì đã khiến cho anh thay đổi nhanh như vậy? Hung thủ chạy thoát không phải là lỗi của em. Anh không trách anh đâu. Tại anh căng thẳng với vụ án quá mức nên đôi khi anh cáu gắt như vậy. Em đang điều tra thêm về Nguyễn Cường và các mối quan hệ của hắn. Khi nào thì có kết quả? Bên đó họ vẫn đang thu thập, sẽ gửi qua cho chúng ta trong nay mai thôi. Tiện thể em theo dõi những số điện thoại mà Nguyễn Cường hay gọi đến. Dạ. Em giờ đã khác xưa.